phỏng vấn học sinh về số điểm mình sẽ đạt được. Ui. Xem kết quả ai cũng xỉu ngang vì nó lạ lắm. Đang nghĩ điểm hóa, đang nghĩ điểm. Hả? Nghĩ điểm hóa bạn mấy điểm Việt Hoàng? Bombastic side eye. Mới đây trên TikTok đang xuất hiện trào lưu phỏng vấn điểm số mà các bạn nghĩ là mình sẽ đạt được sau khi làm bài kiểm tra xong. Với các môn khó nhằn như hóa học hay toán học, nhưng sự lạc quan và tự tin đối với những bạn học sinh là có thừa. Hả? Khi trong cuộc phỏng vấn, ai cũng cho rằng mình đạt số điểm maximum và cái kết cả lớp ai cũng hài. 2 chia 10 là 10 chia 2. Bạn ơi, bạn nghĩ bạn được bao nhiêu điểm toán? Bạn ơi, bạn nghĩ bạn được bao nhiêu điểm toán ạ? Bạn ơi, bạn nghĩ bạn được bao nhiêu điểm toán? 100! Bạn nghĩ bạn được bao nhiêu điểm toán? 100! Bạn ơi, bạn nghĩ bạn được bao nhiêu điểm toán ạ? 100! Bạn ơi, bạn nghĩ bạn được bao nhiêu điểm toán ạ? 10! Điểm toán của bạn là bao nhiêu vậy? 10! Criminal offensive. Có được em tôi như hái được hoa, mất em rồi tôi buồn như hóa được hai. Trái ngược với vẻ mặt đầy đắc chí của bạn nãy là một kết quả điểm số thấp thảm hại. Thậm chí cộng đồng mạng xem xong còn nghi ngờ các bạn này nhìn bài nhau vì ai cũng có số điểm tương đương. Tuy nhiên niềm tin vẫn chưa vụt tắt khi ở một server khác, một trùm cuối đã tự tin nói mình được 10 điểm vật lý và cái kết đúng là được 10 thật, làm ai xem cũng không khỏi trầm trồ vì cậu ta quá ao trình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.